Một nghiên cứu mới được công bố vào cuối tuần qua từ đội ngũ phát triển cho thấy phiên bản mới nhất của sàn là Uniswap V3 có tính thanh khoản sâu hơn trong cặp giao dịch ETH trên USD, ETH trên BTC và các cặp ETH khác so với nhiều sàn xếp hàng đầu khác. Uniswap khẳng định cấu trúc thị trường AMM hiện tại có thể vượt qua các sàn xếp và biến đổi hệ thống thị trường tài chính truyền thống trở nên thanh khoản, ổn định và an toàn hơn với những dữ liệu thống kê như sau. Đối với cặp ETH trên USD, Uniswap có tính thanh khoản cao hơn gấp đôi so với cả Binance và Coinbase. Đối với ETH trên BTC, Uniswap có tính thanh khoản cao hơn 3 lần so với Binance và 4,5 lần so với Coinbase. Đối với các cặp ETH trên token có vốn hóa trung bình, Uniswap có tính thanh khoản cao hơn trung bình gấp 3 lần so với các sàn xếp lớn. Tính thanh khoản cao hơn này được quan sát thấy trên tất cả các cặp vốn hóa lớn như ETH trên USDC.